Chào các bác nhé, em lên sóng tiếp một con i7 dòng cao cấp đi cả một tường ảo tặng một chổi. Đây là cái dòng nói chung là khá cao cấp rồi, các bác có thể kết nối với cái con Low Brava ZM6 chạy phân chia phòng, vẽ 10 bản đồ, lập trình cực thông minh luôn ạ. Máy nó sẽ đi hoạt động zig zag dòng cao cấp. Cái chiếc này em bán 5,8 triệu bảo hành 3 tháng nhé, cho nó chạy thử con này. Con này chạy zig zag các bạn. i7 thì cực thông minh rồi, nói chung là không phải quảng cáo nhiều nữa đâu ạ. Các bạn có thể hoàn toàn vào mạng internet mình tìm hiểu. Chiếc này được sản xuất năm 2020 các bác nhé. Trời, lô zin cực đẹp luôn này, khá là mới, đẹp, sạch sẽ, cảm biến chống rơi, cầu thang các kiểu luôn. Nói chung là con này thì nó hiện đại lắm rồi, chả còn gì phải nói. Em có một con duy nhất thôi ạ. Các bác có nhu cầu các bác alo nhé. Chào các bác.